Ngày 27 tháng 3, giải Gốc chung tay vì an toàn giao thông lần thứ 3 năm 2022 do báo Giao thông tổ chức cùng với nhà tài trợ Kim Cương Liên doanh ô tô Hyundai Thành công Việt Nam đã diễn ra tại sân golf Hilltop Valley, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Là cơ quan ngôn luận của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và diễn đàn của người tham gia giao thông, báo Giao thông luôn ý thức được những trách nhiệm sẻ chia những điều tốt đẹp đến cộng đồng thông qua hoạt động hỗ trợ các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông. Đây là năm thứ 3 thông qua giải, ban tổ chức kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành giao thông, các golfer và nhà hảo tâm ủng hộ cho quỹ chung tay vì an toàn giao thông. Toàn bộ số tiền kêu gọi được sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ chuyển vào quỹ chung tay vì an toàn giao thông. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập báo Giao thông, trưởng ban tổ chức giải bày tỏ sự vui mừng khi có sự tham gia của gần 200 golfer cùng với ý nghĩa cao đẹp của giải từ thiện. Kính thưa các golfer, giải Gốc từ thiện vì an toàn giao thông năm nay quy tụ gần 200 golfer là những người giàu lòng nhân ái trên cả nước. Tham dự giải đấu, các golfer không chỉ chơi thể thao thông thường mà hơn thế, các bạn đã làm một việc nghĩa là chia sẻ và tiếp sức những gia cảnh khốn khó vì có người thân bị tai nạn giao thông. Điều đó thật ấm áp và lan tỏa ngay cả khi giải Gốc đã khép lại. Đặc biệt, giải năm nay được tổ chức đúng vào ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Với ý nghĩa trên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải Gốc từ thiện thường niên lần thứ 3 gây quỹ chung tay vì an toàn giao thông. Chúc các golfer sức khỏe, thi đấu hết mình vì ý nghĩa cao đẹp của giải từ thiện và giành được những giải thưởng hấp dẫn. Tiếp nối thành công giải Gốc gây quỹ chung tay vì an toàn giao thông lần thứ nhất năm 2019 và lần thứ hai năm 2020, giải Gốc gây quỹ năm nay quy tụ gần 200 golfer với tổng giá trị giải thưởng ước tính lên gần 2 tỷ đồng. Trong đó 4 giải Holy One gồm 1 xe ô tô Hyundai Santa Fe trị giá hơn 1 tỷ đồng và 3 giải là phiếu mua hàng tổng giá trị 600 triệu đồng tại Rolex. Bên cạnh giải Holy One, ban tổ chức sẽ trao cúp cùng nhiều phần quà giá trị cho nhà vô địch Best Gross và các giải nhất nhì ba ở 3 bảng đấu. Đặc biệt, giải Gốc chung tay vì an toàn giao thông năm nay còn có giải dành cho golfer nữ có kết quả thi đấu tốt nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải kỹ thuật gồm Nearest to the Line và Longest Drive. Sau nghi thức phát bóng và 6 giờ tranh tài sôi nổi, golfer Hoàng Quân đã xuất sắc giành chức vô địch Best Gross với thành tích Gross 72. Đây là lần thứ 2 golfer này giành chiến thắng tại giải Gốc từ thiện của báo Giao thông. 3 vị trí nhất bảng thuộc về golfer Mai Văn Chỉnh bảng A, Lưu Đình Phúc bảng B và Trịnh Đình Dũng bảng C. Giải golfer nữ xuất sắc nhất thuộc về golfer Nguyễn Thị Thu Hương. Trong khuôn khổ đêm gala trao giải, ban tổ chức đã kêu gọi sự ủng hộ trực tiếp từ các golfer cho quỹ chung tay vì an toàn giao thông. Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập báo Giao thông, trưởng ban tổ chức giải, trích quỹ chung tay vì an toàn giao thông đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, hỗ trợ trẻ em có thân nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao 50 suất học bổng hỗ trợ trẻ em có thân nhân bị tai nạn giao thông cho Ban An toàn Giao thông tỉnh Hòa Bình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.